Tiếp theo chương trình của buổi lễ, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn Tế Nam của họ Phạm Xuân Nạc nên duy trì chương trình dâng hương tế tổ sáng nay. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các cô chú cùng toàn thể anh em, các cháu trong dòng họ. Trải qua hơn 8 tháng nắng mưa xây dựng với sự góp công, góp của tất cả các thành viên trong họ, đến nay từ đường họ Phạm Xuân Lạc đã khang trang viên mãn. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, cây có gốc với có cành, suối có nguồn với có biển cả sông sâu. Bằng một tình cảm vô cùng trân trọng, lòng thành kính tiên tổ, nhân dịp lễ khánh thành, trong ngày trọng đại này, các cụ, các ông, các bác, các chú cùng toàn thể anh em trong họ, đại diện tổ Tế Nam, với lòng thành kính xin dâng lên tổ phần lễ tế tổ. Xin trân trọng kính mời tổ Tế Nam vào vị trí. Trước khi làm lễ tế tổ, xin mời tổ Tế khởi thân vào trong nhà thờ thắp tuần hương trầm thành kính tổ tiên. Xin trân trọng kính mời. Thuế cần
nghệ hương án y tiền y. Trước nhi tiểu hình cầu ý thân hình dáng nhi thân hình
nghi chúc nghi không nghe hòa sai hồi chỗ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hãy nhé phục quê thứ mẫu tuất niên kiến kỳ mùi xác kính ngõ nhị thập ngũ nhật cánh ngõ thời Nam định tỉnh giao thủy huyện giao xuân xã xuân tiên xóm phạm tộc trọng tôn tộc trưởng phạm vân vân tiệp chớ thúc phụ kỳ nói phạm văn hồng phạm văn tiên phạm văn bao phạm đức văn phạm văn đại phạm văn mạnh phạm văn linh phạm văn tế phạm văn quan hợp thượng hạ nói trang ấu nam nữ nội ngoại đồng tộc trưởng nai tươi nhân chúng nguyên lệnh tiết cẩn dĩ kim ngân phố dĩ nếu thanh chức nệ cảm chiếu cao vô cố duy phạm gia tiên tổ cao cao tăng tổ khảo cao tăng tổ tỷ thần vĩ tiên cao tổ khảo phạm huy công huy huyền cai tự khai tiến vĩ tiền tôi khảo phạm nhất tự thiện tâm phổ quân vị tiền tổ tế nguyễn thị hàng hiệu tài khoan nhu nhân vị tiền tôi khảo phạm quý công tự rung phu quân vị tiền tổ tỷ hàng tám hiệu từ hoàng nhu nhân vị tiền tôi khảo phạm quy công hủy văn viêm phủ quân vị tiền tổ tế cao thị huệ nhu nhân vị tiền có cặp tá chiêu hữu mục bồi thuế hình đệ cố đi tỷ muội á thân liệt thích hữu vị vô danh
hiểu danh vô vị nội ngoại chư vị tôn thân. Vọng linh đằng đằng sùng trần linh trùng trùng quyền thuộc đồng nai cộng hưởng. Cùng vọng tiền công đặng đặng tổ đức dường dương bà dân dực thừa thiện tạo dụ nam sơn. Chỉ khánh quang tiền thủy hậu yên dĩ thâm phong thủy chi miêu duệ. Tế đồng tộc thân cung khang thái nần chấn tan nập trí định sinh mạnh vị duyên trang đậu quế ngọc hòa trí trôi mạo. Xuân đài thọ vực kỳ gia thuấn nhật nghiêm thiêu ca ca quân quân phú chỉ thực nội nét vệ tiên tổ âm phù chi tích phúc ra kinh thịnh đông chủ tư mệnh tạo phổ thần quân hy vệ tiền cần hy cáo. Khai môn
trai. Ta
đông y tây xuất người. Chương trình tế tổ xin cảm ơn. Xin kính mời các bà chuẩn bị trang phục để vào dâng hương chiều nay. Xin kính mời các bà. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Kính trình anh linh tiên tổ, kính thưa các vị quý khách, kính thưa các cụ tuổi cao niên trong họ, thưa các ông các bà, toàn thể anh chị em, con cháu nội ngoại tộc. Nước có mần, cây thời có gốc, có người có dòng gia tộc của tổ tiên. Uống nước ta phải nhớ mần, nơi ông cha dạy ta luôn ghi lòng. Tổ tiên như tấm gương trong, luôn luôn soi sáng trong lòng cháu con. Gốc già để lại chồi non, cháu con trong họ mẹ tròn khang trang. Từ đường phạm tộc khánh thành, đủ đầy con cháu nghĩa tình chân quê. Gần ra con cháu trở về, dâng hương cúng tổ giữ nề núi xưa. Xa gần tụ hội họ hàng đông vui, mưa qua nắng đã tới rồi. Cháu con dâng lễ đôi lời thiết tha, họ hàng đầm ấm một nhà. Tổ đường mở đọc lời ca dâng trình, đội ơn tiên tổ anh linh, phù cho dòng họ gia đình ấm êm. Đứng trước anh linh đức tổ là đoàn dâng hương nữ, con cháu xin phụng tổ tuần dâng hương. Tuần dâng hương cúng tổ xin phép được bắt đầu. Có tổ tiên mới có ông bà, có cha có mẹ mới có ta ở đời. Cháu con nay đã nên người, nhờ ơn công tổ suốt đời không quên. Xin mời đoàn lên dâng tấm lễ cúng tổ, xin kính mời. Lòng thành con kính dâng trình. Bye.
Mời một vị trong đoàn lên làm chủ lễ, xin kính mời. Mời hai vị lên dâng tấm lễ cúng tổ, xin kính mời. Oh,
quần dâng hoa cúng tổ xin kính mời. Thank you.
liệu lòng hương ý nua ấm áp tình quê con cho đi về dâng lên cung tổ A Di Đà Phật tuần dâng rượu cung tổ xin tuần dâng thực cúng tổ xin kính mời. Gạo quê trắng như ngần mì thơm hương nghi ngát đi. Chúng nghi chúng
tuần dâng trà cúng tổ xin kính mời. Hãy subscribe.
oan lễ tạ tổ xin kính mời. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể trong họ, sau một buổi sáng làm việc, lễ khánh thành từ đường chi họ Phạm Xuân Lạc đã hoàn tất thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin cảm ơn sự hiện diện có mặt của các vị đại biểu khách quý đã về dự và dâng lễ dâng hương. Đó là nguồn động viên cổ vũ lớn lao đối với bà con trong họ chúng tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông bà, cô chú bác, con cháu chắt đã về dự đông đủ để dâng hương bái tổ và giúp ban tổ chức hoàn thành nhiệm vụ trong buổi lễ hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Từ ngàn xưa máu huyết lưu truyền, họ Phạm lấy con cháu tiên dò lòng Nam Châu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.